Em chào cả nhà nhé. Hôm nay thì trời ngớt ngớt mưa. Hôm nay là mang được dân người ta lấy được tương đối là nhiều hàng ra ngoài này đấy. Em quay cái máy này thì nó hơi xấu xấu một chút, mọi người chịu khó xem nhá. Nó không được thật giò lan đấy. Bác nào có dịp mà cứ lên Lai Châu em lại đưa ra đây chơi này. Nhiều loại lan lắm. Hôm trước em quay ở chợ ấy, thì bác nào mà có lấy loại gì thì bác comment hoặc là để lại số điện thoại hoặc là gọi điện trực tiếp nhé. Thì em lấy hộ cho mọi người thôi, những cái đồ hoa quả các thứ của người dân ấy. Đấy. Đẹp miên man này. Hoàng thảo tam bảo sắc ấy, đẹp lắm. Nói chung bác nào chơi lan thì cứ sưu tầm một giò cái loại này về chơi. Cái mặt hoa thì quá đẹp rồi, quá xuất sắc rồi. Quay cái máy hơi dỉn một chút. Bác nào xem thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhé, chia sẻ lên trang cá nhân. Còn khi các bác mà có nhu cầu mà muốn mua cái gì sản vật ở trên Lai Châu thì em bảo và mua hộ cho mọi người thôi nhá. Giá báo này, giá báo thuộc dòng cực đẹp. Nói chung là các bác mà cứ mua được những cái hàng tươi này ấy. Đây, ví dụ như thằng này bây giờ nó đang phun rễ về trồng, chỉ có tầm tháng là bắt đầu nó bám xuống ra thể hết này. Giá báo Lai Châu thì hoa nó đẹp lắm, đậm, đậm sắc. Đấy, em cứ quay này, bác nào lấy cái gì thì cứ alo cho em. Em mua hộ nhá. Còn cái nào em lấy về mà em ván thì em chỉ kênh lên một chút lấy công thôi. Còn những cái gì em mua hộ được mua hộ cho mọi người. Kể cả các bác mà chưa lần nào mà mua của nhà em thế, cứ muốn mua hộ cái gì sản vật ở Lai Châu em mua hộ cho. Ui thôi chết rồi, nào bỏ ra kia. Rồi này cũng đẹp này. Hôm nay không có cái quái máy kia. Bác nào xem dành cho em một tí thời gian thôi, comment cho em cái ở dưới. Comment rồi gọi là bình luận ở dưới cho em một tí nhá. Còn cứ muốn ở các tỉnh, các bác ở trong khu miền trong hay tất cả các tỉnh thành khác mà cần mua cái loại gì ở trên này, ví dụ như là hoa quả này, sản vật này, các đồ ngâm rượu thì em cứ mua hộ cho, lấy hộ cho mọi người về, mọi người ngâm rượu này hay là làm gì nhá. Đây, phi điệp vàng nguyên bản, không biết với các ông đây, ông bây giờ ông đang tụ tập, ông không để ý gì đến hàng cả. Đùi gà này của em à? Bao nhiêu cái đùi gà nhỏ nhỏ ấy? 100.000 cái đùi gà nhỏ nhỏ. Đùi gà tròn Lai Châu thì đẹp lắm. Đấy. Cây gì đấy? Kèm sổ. Trên đấy mà hoa nhìn giống cây kèm nhưng mà... Ý Ngọc, cái thằng này là Ý Ngọc. Ý Ngọc anh nhìn quen rồi. Ý Ngọc. Nhìn cái anh biết ngay. 100.000 cái khúc này, nguyên bản này. Có thể để rẻ hơn cho các bác được không? À. 80. Tám chục. Rồi ok đây nha, em hãy lấy cái thằng này về cho mọi người, chắc có một khúc rồi thôi. Để đây tí nữa em lấy cho mọi người. Phi điệp vàng cái bó này, bó to này bao nhiêu ấy? 600 à? Cả một cái bó to này à? Cây đẹp lắm nhưng mà lấy về nó hơi bị nát này. Cô chú mà xem thì cho cháu xin một nút like nhá, một cái bình luận. Cô chú mà ở dưới vùng xuôi mà có cần những loại gì trên này thì cháu mua hộ cho nhá. Nói chung là có thể là nhiệt tình hết mức với cả nhà luôn. Bác nào có nhu cầu gì thì đáp ứng đúng nhu cầu đấy. Cái gì mua hộ được là mua hộ. Đấy.
đáp ứng từ đầu A đến Z luôn cho mọi người, không lấy một đồng công nào. Chỉ có mong là mọi người xem, mọi người chia sẻ lên cái trang cá nhân hay là tăng tương tác cho em một chút cái kênh của em để mọi người được biết đến rộng hơn, rộng rãi hơn nhá. Em phải tư vấn thật, có nghĩa là cái thằng này Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc mặt hoa nó rất phê, rất đẹp, nó dày hoa, sai hoa mà nó dễ thuần. Đấy. Mọi người nên mua một giò về thì nó năm sau được ngắm cái bông hoa nó rất tuyệt vời. Máy không được đẹp lắm. Đấy, nó sai hoa chưa này. Sai hoa rất đẹp luôn. Cái này mà một giò to mà làm một giò to mà đến lúc có nở hoa thì quá mỹ mãn luôn. Cái Vanda này của ai đấy? Của em ạ. Bao nhiêu tiền cái mấy cây này? Mấy cây này anh? Ờ. Mấy cây này 50 kìa. Mấy cây này 50 kìa. Đấy. 50 kìa. Uống đặc nhá. Vanda. 50. Đây. Nhưng mà em lại không like trực tiếp băng nào mà ok cái thì em nhấc luôn. Rồi ok, em cứ lấy một cái giò kia này. Một cái này về, bác nào lấy thì alo cho em gửi cho. Nhưng mà những cái em mua hộ này hy vọng là các bác là xác định lấy là lấy nhá, đừng về bom của em chả được đồng nào mà về là lại không lấy hàng.